nằm trong chuỗi kỷ niệm 65 năm ngành công thương Việt Nam, 14 tháng 5 năm 1951, 14 tháng 5 năm 2016. Vừa qua, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí 65 năm ngành công thương Việt Nam. Sau gần 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 1.500 tác phẩm thuộc hai thể loại báo chí là báo in và báo điện tử từ trên 80 cơ quan báo chí trong cả nước. Các tác phẩm đạt giải là những tác phẩm báo chí xuất sắc, thể hiện được bức tranh sinh động của ngành công thương về các lĩnh vực chuyên ngành như điện lực, dầu khí, xăng dầu, than khoáng sản, dệt may, hóa chất phân bón, đưa hàng Việt về miền núi và hải đảo, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có giải tập thể cùng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đây là lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của phóng viên các cơ quan báo chí trên cả nước. Đánh giá cao những tác phẩm có chất lượng, phản ánh các hoạt động quan trọng của ngành công thương,